Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành giải bài Oracle dựa trên các giải bài. Và bộ bài đầu tiên mà chúng ta cần phải thực hành đó chính là bộ bài Whisper of Love. Và bộ bài này mình sẽ sử dụng trải bài trong sách của bộ bài này luôn. Đó chính là trải bài này. Đó chính là trải bài này. Đây là một trải bài dùng để xem nhanh về mối quan hệ của bạn với một người nào đó. Và người này không hẳn là người yêu của bạn mà có thể là một người nào đó. Nhưng trong sách ta ghi là có thể là sếp của bạn, hoặc là bạn bè, hoặc là người trong gia đình. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc câu hỏi của một bạn tình nguyện viên. Và câu hỏi của bạn đó gửi là: bạn đó và một người bạn đó của bạn đã đến với nhau được một tháng, là hai bạn nó đã quen nhau rồi, nhưng mà giữa hai người vẫn còn một số rào cản vô hình nào đó, và bạn này cảm thấy rất là khó xử và không biết phải giải quyết như thế nào. Và bạn này muốn xem toàn diện về mối quan hệ này và muốn nhận lời khuyên từ Oracle. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho bạn tình nguyện viên này luôn nhé. Và hôm nay đầu tiên chúng ta sẽ xào bài. Các bạn hãy xào bài cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy là ổn nhất. Và với bộ bài này thì giấy nó hơi nhám nên mình sẽ không trải bài ra, mà mình sẽ rút trực tiếp những cái lá bài này luôn. Và bây giờ mình sẽ rút thứ nhất, vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba và vị trí cuối cùng. Chúng ta sẽ xem qua trải bài này thêm một lần nữa nghe. Và các bạn thấy đây, đây chính là vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba và vị trí cuối cùng. Thì vị trí đầu tiên của chúng ta đó chính là hình ảnh của bạn này trong cái mối quan hệ này, hay là những cái đóng góp của bạn đó trong mối quan hệ này. Thì nó lại ra lá là consider your foundation, có nghĩa là bạn này đang cảm thấy hoài nghi về cái nền tảng của mối quan hệ này. Giống như là cái mối quan hệ này khi mới quen nhau một tháng thì các bạn vẫn còn rất là mới, các bạn vẫn chưa đủ thấu hiểu nhau. Vậy nên khi xảy ra những cái vấn đề xích mích hay là những cái hiểu lầm gì đó thì các bạn thường sẽ có cái xu hướng là nghi ngờ về cái mối quan hệ này, là nó có thực sự lâu bền hay không, hay là đến với nhau như vậy là có quá sớm hay không. Thì mình thấy là cái bạn tình nguyện viên hỏi câu này thì bạn nó đang trong tình trạng này. Bạn nó đang nghi ngờ mối quan hệ này và bạn nó đang cảm thấy không hài lòng với cái mối quan hệ này vì một lý do nào đó. Và ở lá bài số 2 chính là hình ảnh của cái đối phương trong mối quan hệ này. Thì mình thấy là đối phương lại dính ngay lá bài này. Nó đang nói về việc là chứng minh tình yêu và chứng minh được là người này quan trọng như thế nào với mình và hành động vì nó. Nhưng mà ở cái lá bài này á, thì nằm ngay vị trí của người đối phương, thì mình thấy có vẻ như là bạn hỏi câu hỏi này nè, bạn đó đang nghi ngờ, còn cái bạn đối phương này thì lại là rất là thờ ơ, hay là bạn nó không có thể hiện quá nhiều tình cảm, hoặc là bạn nó có một sự nhạt nhòa trong cái mối quan hệ này. Vậy nên điều này đã khiến cho cái bạn này cảm thấy lo và không biết là mối quan hệ này có lâu bền hay không. Thì các bạn có thể thấy được mới hai lá đầu tiên này, chúng ta có thể thấy là bạn nam thì bạn này thì rất là ngờ vực, còn cái bạn đối phương thì lại rất là thờ ơ, rất là kiểu như lơ là, hay là không tập trung vào mối quan hệ này nhiều lắm. Và chúng ta có thể thấy được cái nguồn năng lượng chung của cả hai ở đây, đó chính là lá này. Và các bạn thấy lá này nó tập trung vào cái chữ là honesty, có nghĩa là sự thành thật. Có nghĩa là một trong hai bạn này đang vẫn chưa sống thật với cảm xúc của mình, hoặc là cả hai bạn đều không sống với cảm xúc thật của mình luôn. Vì có thể là hai bạn cảm thấy rằng nếu như mà mình sống quá yêu thương, hay là quá nuông chiều, hay thậm chí là thể hiện tình cảm quá nhiều thì các bạn sợ bị thiệt thòi. Đây, giống như là bạn này có thể chứng minh tình cảm của mình nhưng mà nó lại chọn là không. Hoặc là bạn nhân vật chính cũng muốn là bản thân mình cũng muốn gây dựng nên một cái nền tảng tốt đẹp cho mối quan hệ này, nhưng bạn nó vẫn cảm thấy là nghi ngờ, bạn nó vẫn cảm thấy là không biết bản thân mình làm vậy có đúng hay không, mà bạn nó đã chọn cách là không làm luôn, mà bạn nó cảm thấy rất là nghi ngờ cho mối quan hệ này, đó là điều đương nhiên. Vậy nên ở cái lá bài này, nguồn năng lượng chung của hai người chính là hai bạn chưa thành thật với nhau, hai bạn chưa sống đúng với tình cảm của mình.
Vậy nên lá bài cuối như là một lời khuyên mà cũng như là một lời định hướng dành cho các bạn, đó chính là hãy hành động nhiều hơn. Hãy chứng tỏ tình cảm của mình thông qua những cái hành động. Có nghĩa là các bạn hãy nói lời yêu thương với nhau cũng được, hoặc là các bạn có thể hành động bằng những cái cử chỉ yêu thương, hay là quan tâm nhau, hay là dẫn nhau đi chơi, hoặc là làm bất cứ cái gì mà các bạn có thể thấy được là mình đang chứng minh là tình cảm của mình rất là tốt, đẹp. Vì các bạn là những mối quan hệ mới, thành ra là nếu như các bạn mà cứ thờ ơ, hay các bạn vẫn cứ bị khớp, hay là các bạn vẫn cứ đẩy cái tôi của mình lên quá cao, thì tình cảm mình sẽ không bao giờ đến được với nhau. Vì một khi các bạn đã chọn quen nhau, có nghĩa là các bạn đã thật sự là cũng muốn dành trọn trái tim cho nhau rồi. Vậy nên cái việc mà chúng ta cứ nghi ngờ, chúng ta cố gắng sống nhạt nhòa, hay chúng ta cứ cố gắng để cho đối phương cứ phải thể hiện tình cảm của mình, thì cả hai bạn sẽ cảm thấy là bản thân mình đang bị thiệt thòi, hoặc là bản thân mình đang phải cố gắng một cái việc gì đó mà nó không đáng, nó không nên. Vậy nên khi yêu hãy cứ hành động, hãy cứ là chính mình. Bạn là người như thế nào, bạn hãy yêu theo cách yêu đó. Và các bạn đừng ngại ngùng là các bạn đang dành tình cảm quá nhiều cho ai hết. Vì trong một mối quan hệ, việc dành tình cảm nhiều là một điều tốt, và chúng ta không có gì phải xấu hổ về chuyện đó hết. Và đây là chính là cái trải bài mà chúng ta đã dựa vào trong cuốn sách của bộ bài Whisper of Love.